Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ ngồi đây và đợi chờ những cái con vật nó đi qua để mình tiêu diệt nó nha các bạn nhá. Ui các bạn ơi, có một con khủng long cao cổ nó đi qua đây này các bạn ơi. Để mình búng nó nhá. Rồi bay đi luôn rồi các bạn ơi. Ảo thật đấy. Ui tiếp tục là một con hươu cao cổ các bạn ạ. Búng nào. Ui bay đi nốt các bạn ơi. Ui tiêu diệt được hai con rồi. Ui các bạn ơi, con quái vật bốn cầu đấy các bạn ơi. Rồi bay đi luôn rồi các bạn ạ. Rồi tiếp theo là con gì đây? Ở vườn nhà mình rất là nhiều những cái con vật các bạn ạ. Không biết con tiếp theo là con gì đây. Ui các bạn ơi, con này là con quái vật đầu loa các bạn ạ. Chưa kịp thấy gì đã bay đi mất rồi các bạn ơi. Rồi tiếp theo là con gì đây. Ui các bạn ơi, con hookie này bay đi luôn rồi các bạn ạ. Tiếp theo là con gì đây. Hôm nay rất là nhiều những con vật nó chạy qua. Ui các bạn ơi, một con khủng long T-Rex này các bạn ạ. Mình chắn một cái là nó bay đi luôn các bạn ơi. Rồi tiếp theo nhá, không biết là con gì đây các bạn ạ. Chúng ta cùng nhau chờ đợi nhá. Ui các bạn ơi, một chú gà các bạn ạ. Ui bay đi luôn rồi. Sao hôm nay nhiều con vật nó chạy qua đây thế nhở. Không biết là chúng đang đi đâu ấy. Ui các bạn ơi, một chú ếch này. Rồi bay nốt. Ui hôm nay mình tiêu diệt được rất là nhiều những cái con vật. Ui tiếp theo con gì đây. Ui một con báo các bạn ạ, nó chạy qua. Rồi tiếp theo nữa là con gì đây. Ui các bạn ơi, một chú hà mã các bạn ạ. Rồi bay đi luôn rồi các bạn ạ. Ui một con Godzilla lửa các bạn ạ. Ui nào tiếp theo con gì đây. Ui con gì đây các bạn ạ, con quái vật gì ấy, có sừng các bạn ạ. Rồi tiêu diệt luôn các bạn ơi. Nào tiếp theo là con gì đây. Ui lâu quá mà không thấy có con gì chạy qua các bạn ạ. Ui một chú hổ con các bạn ạ. Rồi búng đi luôn này các bạn ơi. Rồi tiếp theo là con gì đây. Ui một con quái vật rất là nhiều đầu. Mình nhả tơ luôn các bạn ơi, làm người nhện luôn các bạn ơi. Rồi tiếp theo là con gì đây. Ui các bạn ơi, một chú voi ma mút các bạn ạ. Ui con này rất là khổng lồ luôn các bạn ơi. Rồi mình nhả tơ tiếp. Biến mất luôn rồi các bạn ạ. Rồi tiếp theo nữa là con gì đây. Ui các bạn ơi, một con rồng bay các bạn ạ. Rồi đấm một cái bay lên trời luôn các bạn ơi. Rồi tiếp theo con gì đây. Ui mấy cái chân rất là dài. Ui các bạn ơi, con yêu tinh nhện các bạn ạ. Ui một con yêu tinh người nhện. Rất là may là mình đã tiêu diệt nó kịp thời. Rồi tiếp theo nữa là một con rắn này các bạn ơi. Rồi bay đi luôn rồi. Ui hôm nay toàn những cái con vật độc lạ thôi các bạn ạ. Toàn mấy cái con vật nguy hiểm. Ui các bạn ơi, một chú sư tử khổng lồ nữa các bạn ạ. Rồi bay đi luôn rồi các bạn ơi. Nào tiếp theo là con gì đây. Ui các bạn ơi, một chú ngựa các bạn ơi. Ui bay lên trời luôn. Rồi thế là hôm nay mình đã tiêu diệt được rất là nhiều những cái con vật các bạn ạ. Cái đôi tay của mình thực sự rất là lợi hại luôn các bạn ơi. Rồi ok, xin chào tất cả các bạn nhá.